Thế chắc là bây giờ mình cùng thổi nến nhé, không để lúc nữa là tắt mất. Ok, 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday chị. Không được khóc, không được khóc. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tất cả mọi người sẽ tìm được một hạnh phúc của riêng mình và sẽ ra về với không chỉ là một mình nữa mà sẽ là hai mình nhá. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. À, thêm một điều bất ngờ nữa của Mai dành cho Đăng ngày hôm nay sẽ là một bữa tiệc sinh nhật cùng với tất cả mọi người tại chính quê nhà của Đăng, là quê nhà Hà Giang. Yeah, bây giờ mình hát chúc mừng sinh nhật nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bước đi, bước đi, bước đi, bước đi, bước đi, bước đi. Có được đọc điều ước không nhỉ? Được, em đọc đi. Hôm nay thì Đăng ước được rằng là tất cả mọi người sẽ tìm được một hạnh phúc của riêng mình và sẽ ra về với không chỉ là một mình nữa mà sẽ là hai mình nhá. Happy birthday. Hey, mình đã quên feeling rồi. Ôi. Feeling. Mặc dù hôm nay có hơi muộn một chút so với sinh nhật của Đăng là mùng 3 tháng 9. Ủa? Còn hôm nay trung thu là mùng 10 tháng 9. Nhưng mà dù sao thì hôm nay có đông đủ mọi người ở đây thì Mai mong rằng đây sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của Đăng. Ok không? Ok. Ok luôn. Rất là chân thành cảm ơn ạ. Yeah. Ủa vậy có? Giờ anh hãy mở mắt ra đi. Thật ra là còn vài ngày nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của em á. Em muốn cùng anh ăn bánh kem sinh nhật và cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Okay. Với lại thổi nến nữa. Nên là ở đây có không bị anh đốt nó lên đi. Em và anh sẽ cùng thổi cái này, nhưng mà trước tiên thổi thì em sẽ cầu nguyện trước là mới thổi. Rồi bây giờ em và anh thổi nha. Em ước tới hai điều ước rồi đó. Hai điều ước gì hả? Bình thường là người ta ước có một điều thôi, nhưng mà em ước hai điều nhiều khi nó không có xảy ra. Tại hôm nay vì anh nên là em tham hơn một tí. Okay. Em ước tới hai điều ước. Wow. Bây giờ em sẽ múc một miếng bánh kem để đút cho anh. Được rồi, để anh xin ông thần tuyết ngừng rơi tí nha. Ông thần tuyết ơi, xin ngừng rơi. Ok. Hay quá, hồi đây mình ước cái tuyết ngừng rơi, ngừng rơi. Em hy vọng là cái điều yếu hồi nãy của em nó cũng sẽ được hiện thực như là cái tuyết này. Ok, hai mình cùng múc ha. Ok. Ok. Anh không định đút lại cho em hả? Đây, anh múc lên nè. Còn mấy ngày nữa thôi là tới sinh nhật của em. Dạ đúng rồi. Coi như hôm nay là anh chúc tới đó là vừa. Vậy bây giờ anh hát một bài chúc mừng sinh nhật chúc cho em đi.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Điều đầu tiên của Chi là đón sinh nhật cùng đông. À, đón sinh nhật Chi hả? Hay là đón sinh nhật của đông? Cả hai. Chi sinh ngày 11 tháng 1 và đông sinh ngày 15 tháng 1 đúng không? Trời, 14 tháng 1, 15 tháng 1 luôn đấy hả? Đúng rồi. Thì chắc là... tổ chức sinh nhật chung luôn đấy hả? Ừ, đúng rồi. Thế thì phải có hai cái nến chứ. Hai cái nến à? Thôi, một cây thôi. Thế thì ai thổi ấy, ai không thổi? Thổi chung được mà. Ok. Bây giờ Đông Chi cùng ước nhá. Ừ. Ok. Đâu có muốn chia sẻ cái điều ước mà mình vừa đúng không? Đừng. Người ta có một cái câu nói là nếu mà khi cái điều ước sinh nhật của mình ấy mà nói ra ấy thì nó sẽ không thành hiện thực nữa đâu. Thế chắc là bây giờ mình cùng thổi nến nhá, không để lúc nữa là tắt mất. Ok. 1 2 3. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Theo Chi tìm hiểu á thì Chi biết là Đông có sở thích là soi gương đúng không? Rất thích soi gương. Thì Chi tặng Đông chiếc gương này. Khi mà mỗi lần mà Đông soi gương ấy thì Đông sẽ nhớ đến Chi. Và Đông sẽ nhớ rằng Đông soi khi mà Đông nhìn thấy người Chi thích đang hiển diện ở đấy. Thôi thì hôm nay sinh nhật Chi nhưng mà tại Đông không biết trước. Nếu mà sinh nhật mà không có quà tặng gì thì cũng hơi kỳ. Đông có chiếc nhẫn ở đây, chiếc nhẫn Đông khá là thích. Nhưng mà không biết là Chi có đeo vừa không nhưng mà Đông sẽ tặng Chi. Quà sinh nhật. Chị cảm ơn. Cái này phải đeo cho người ta chứ, đúng không? Cái này nên hơi to, tôi nghĩ là phải đeo ngón này mới vừa. Ok. Cảm ơn Đông vì món quà nhé. Ngoài ra thì Chi vẫn còn món quà nữa tặng Đông. Tặng Đông nhiều quà thế. Hôm nay là ngày đặc biệt. Thank you. Với Đông mà. Thực ra món quà này cũng là tự tay Chi làm. Chi biết làm rất nhiều thứ. Chị khéo tay quá luôn đấy. Đấy, thế mà có ai yêu đâu. Anh có thể nhắm mắt lại đi. Và bây giờ là bình minh của ngày 31 tháng 8. Ngày đã sinh ra một thiên thần của mẹ, một nàng thơ của An. Và An xin được phép tổ chức sinh nhật cho anh ngay tại sân khấu này. Để em một chút nha. Giờ thì Hà nước đi. Mình cùng hát chúc mừng sinh nhật Hà Anh nha các bạn. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday chị. Không được khóc, không được khóc. Muốn được năm nay An sẽ được là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Hà Anh.
Nhưng mà hôm nay thì cũng đã qua sinh nhật của Hà Anh rồi, thì An muốn sẽ là người cuối cùng tổ chức sinh nhật cho Hà Anh trong năm nay. Hà Anh có vui với món quà này không ạ? Yeah! Mọi người biết sao Hạnh khóc không? Sai hả? Tại vì á, thay vì ghi lại Happy Birthday Hà Anh thì trên đây ghi là Happy Birthday Betty. Mà cái tên Betty là chỉ có mẹ gọi thôi. Ủa sao biết vậy trời? Sao biết vậy? Sao lại biết vậy?